lùn này. Lại một cọc vậy là nó đưa thẳng vô ban nhạc luôn, cái luật nó vậy đó. Nó nói đó, nó nói cái luật lên nổi vậy. Sao hai quỷ chạy một triệu đâu mà nó chạy vô trong đây luôn à, phải không? Nó chạy nó đâu có chạy chậm chậm luôn, nó chạy như con cốc thôi. Nè xuống xe 4, xuống xe 4 xe đen này không nói thì nhiều lắm. Dạ gì tính lưới nó mập mập và người Việt họ đúng không? Chúng mình cũng đi ngược đường kia, đi tiểu đến đâu rồi khi mình để bán ở xe đấy thì mình cũng nghĩ là